Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục với cái series con game là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp nha anh em. Thì theo thông tin thì con này sẽ chính thức open server mới cho mấy anh em chơi nha. Rồi thì đây là một cái con game revive nha anh em, có cả Android lẫn iOS luôn. Đặc biệt duy nhất con này là gộp được server nha anh em, cho nên anh em có thể chiến cái server mới của con này nha anh em. Rồi thì mình sẽ đi gửi đến cho mấy anh em những thông tin chi tiết của con này nha anh em. Đấy, một con game đa nền tảng luôn. Android, iOS đều chơi được hết nha anh em, cho nên anh em có thể tải về mà chiến ha. Rồi đây là cái bay chính thức của con Tiên Kiếm Kỳ Hiệp nha anh em. Thì anh em chơi con này là anh em tạo tài khoản ở trên web luôn nha anh em. Anh em sẽ tạo tài khoản ở trên trang chủ luôn nha anh em. Rồi thì đây là cái bay ha. Còn đây là cái trang chủ nha anh em. Thì anh em có thể tải game tại đây nha anh em. Thì ở đây nó có link nè, iOS nè, Android giả lập ha, tất cả các link ở đây thì anh em có thể tải về mà cài đặt nha anh em. Rồi con Tiên Kiếm Kỳ Hiệp sẽ chính thức open server 55 nha anh em bằng phụng vào lúc 10 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2024 nha anh em. Đấy, chính thức open server 55. Rồi thì con này là sẽ free cho mấy anh em là nguyên một cái bộ cô đi tân thủ luôn. Thì cái cô đi tân thủ á, anh em vào cái phần quản lý tài khoản của mấy anh em á, thì mấy anh em sẽ thấy được ha anh em, sẽ thấy được cái nguyên toàn bộ của đi tân thủ luôn. Thì ngoài những cô đi tân thủ á, là anh em còn được tặng thêm những cái vật phẩm ở trong game nha anh em. Thì ở đây anh em sẽ được tặng một set đồ nè và đá nè, đấy VIP luôn, mắc VIP luôn. Anh em sẽ dùng kim bảo á, thì anh em sẽ lên được mắc VIP luôn nha anh em, và 20 ức kim nguyên bảo luôn, rất là nhiều luôn. Và đặc biệt là full bộ ảo hóa thần ma nha anh em, đây rất là ngon, và những viên đá ha. Thì anh em có thể chuyển cái server mới của con này nha anh em. Rồi cái phần cô đi thì anh em sẽ vào cái phần quản lý tài khoản của mấy anh em ha. Thì anh em sẽ đăng nhập vào nha anh em. Thì ở đây anh em thấy là con này với một cái tỷ lệ nạp là x3 nha anh em cho Momo và Banh, và 2.5 cho thẻ cào nha anh em. Và đặc biệt duy nhất một ngày open server thì anh em sẽ được khuyến mãi là 400% thẻ nạp qua Momo và ATM nha anh em. Đấy, rất là ngon nha. Thì ở đây anh em có thể điểm danh nha anh em, điểm danh để nhận xu ha. Rồi trong phần Cody á, thì anh em sẽ vào cái danh sách Cody nè. Ở đây nó có đầy đủ tất cả các Cody chung nha anh em. Thì ở đây cái hạt này là mình đã nhập rồi nha anh em. Thì anh em cứ nhập vào thôi, anh em lấy cái đây ha. Và anh em chọn cái phần group Cody. Thì anh em sẽ chọn server của mình nha anh em. Anh em nhớ là server mới 55 nha anh em. Thì anh em chọn server xong thì anh em sẽ nhập toàn bộ Cody ở đây nha anh em. Thì anh em nhập xong thì anh em vào game mà lấy thôi. Rồi trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em thì có những cái sự kiện như là tích nạp nè, đua top nè, phân cứng nè ha, những quà chia sẻ mấy chủ mới rồi nè, đấy, những quà tham gia group nè ha, danh sách của đi rồi số gương rồi các kiểu nha anh em. Thì trong cái phần sự kiện tích nạp thì ở đây anh em thấy anh em đạt được những cục mốc ở đây thì anh em sẽ nhận được những phần quà tương ứng ha. Đó, rất là nhiều phần quà cho mấy anh em luôn. Và nó có phần cửa hàng đó nha anh em, thì anh em có thể mua những vật phẩm trong cái cửa hàng này nha anh em. Đấy, rất là nhiều vật phẩm cho mấy anh em chọn và lựa luôn. Đấy, rất là ngon. Thì anh em có thể chiến cái server mới của con này nha anh em. Rồi quay trở lại game á, thì sau khi mấy anh em nhập tất cả các cody ra trong cái phần cody chung á, thì anh em sẽ vào phần thư mấy anh em nhận nha anh em. Thì ở đây mình sẽ lấy hết ha, lấy toàn bộ luôn. Đấy, anh em thấy rất là nhiều vật phẩm cho mấy anh em chiến luôn. Thì anh em cũng có thể là thường xuyên ghé thăm fanpage ha, tham gia group Zalo rồi anh em có thể nhận thêm những cái cody hỗ trợ, cody event rồi các kiểu nha anh em. Và anh em làm thêm nhiệm vụ lái xe rồi ha, đấy, để anh em nhận thêm những cái nguyên liệu để chơi game nha anh em. Đây rồi, một lần nữa mình nhắc mấy anh em nhớ nha, server 55 nha anh em. Server 55 sẽ chính thức open vào lúc 10 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2024 nha anh em. Để anh em nhớ giờ chơi cho nóng nha anh em. Thì đây là một con game revive có cả Android lẫn iOS luôn, cho nên anh em đừng có bỏ qua cái server mới của con này nha anh em. Thì về con này có thể gộp server cho nên anh em có thể chiến server mới nha anh em. Rồi phần giới thiệu con game mới, server mới của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt. Thì tất cả các link cũng như cô đi mình sẽ để nó trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào mà lấy với mình ha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.
life for ya. Show you the way when you get lost, lost. I will hold on tight and I will make it right. Forever I will be right by your side. Oh, I.相比当初我们可真是强大不少，如今宗门落难，未来皆在你一人肩上。小家伙，